Năm 1802, sau khi đánh bại triều Tây Sơn, làm chủ toàn bộ lãnh thổ đàng ngoài và đàng trong cũ, Nguyễn Ánh lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Gia Long, lập ra nhà Nguyễn, chọn Phú Xuân làm kinh đô. Các vua nhà Nguyễn từ Gia Long, Minh Mạng đến Thiệu Trị, Tự Đức kế tiếp nhau xây dựng và củng cố nền thống trị, bảo vệ chế độ phong kiến trong bối cảnh khủng hoảng suy vong. Trong hơn nửa thế kỷ tồn tại, nền kinh tế Việt Nam dưới triều Nguyễn hầu như không có bước phát triển. Nông nghiệp với chủ trương dĩ nông vi bản, tức lấy nghề nông làm gốc, được nhà Nguyễn hết sức coi trọng. Năm 1803, Gia Long ra lệnh đo đạc ruộng đất, lập địa bạ để giải quyết những khó khăn về tình hình ruộng đất. Thế nhưng, hàng loạt nông dân vẫn không có ruộng đất để cày cấy. Năm 1804, phép quân điền được ban hành để chia lại ruộng công ở xã, nhưng nhìn chung vẫn không có tác dụng vì phép vua vẫn thua lệ làng. Lập đồn điền khẩn hoang và khuyến khích nhân dân khai hoang, phục hóa là một trong những phương thức quen thuộc nhằm mở rộng ruộng đất của nhà Nguyễn. 1828, doanh điền, một hình thức khai hoang mới mà nhà nước và nhân dân cùng kết hợp được ra đời. Nhờ đó, diện tích ruộng đất tăng đáng kể. Ngoài ra, thủy lợi cũng là một vấn đề được nhà Nguyễn chú trọng. Hàng năm, các vua Nguyễn đều cấp kinh phí cho việc sửa đắp đê điều, đào kênh. Thế nhưng, từ năm 1802 đến năm 1858, cả nước phải chịu 38 lần mưa bão, trong đó 16 lần đê vỡ, lục lội vẫn liên tiếp xảy ra. Bù đắp cho những mất mát do con người hay thiên nhiên, người dân đã tận dụng kinh nghiệm để nhân giống, tạo ra nhiều giống lúa mới và các loại cây lương thực như khoai, ngô, đậu. Do nhu cầu phục vụ cho nhà nước mà chính quyền nhà Nguyễn cho phát triển quan xưởng để sản xuất vũ khí, nhu yếu phẩm cho vua, quan. 1803, Gia Long lập xưởng đúc tiền, gọi là Bắc Thành Tiền Cục. Đặc biệt, vào năm 1839, thợ quan xưởng đóng được thuyền máy chạy bằng hơi nước. Tiếc rằng, thành tựu đáng quý này không được các triều vua sau phát huy. Thủ công nghiệp truyền thống phát triển với các nghề làm gốm, sành sứ, dệt vải, nghề làm pháo. Nghề làm pháo có từ xưa, đến giai đoạn này phát triển mạnh mẽ, hình thành các làng chuyên làm pháo như Đồng Kỵ, Bình Đà. Mặc dù cho đến nay, nghề làm pháo không được lưu hành, nhưng người dân Đồng Kỵ vẫn giữ truyền thống của tổ tiên, thờ pháo và rước pháo. Hội rước pháo Vinh Dự là một trong 15 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Nghề in bản gỗ là cơ sở để phát triển các làng nghề làm tranh dân gian nổi tiếng như Đông Hồ, Bắc Ninh, Hàng Trống, Hà Nội. Một số làng thủ công chịu sự quản chế của nhà nước như Yên Thái, Hồ Khẩu. Thương nghiệp cũng có một số thay đổi. Đường Thiên Lý nối liền Bắc Nam và các tỉnh được sửa đắp. Nhiều kênh, sông được khai đào, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán giữa các vùng. Ngoài buôn bán nhỏ ở các làng, huyện thông qua chợ, buôn bằng thuyền ngày càng phát triển. Gạo Gia Định được đưa ra miền Trung, miền Bắc. Do chính sách thuế khóa và thể lệ kiểm soát nghiêm ngặt, cho nên nội thương phát triển chậm, mang tính địa phương. Nhà Nguyễn nắm độc quyền ngoại thương, chủ trương đóng cửa, không buôn bán với các nước phương Tây. Khách thương chủ yếu là người Hoa, Xin, Mã Lai. Các đô thị như Hội An, Phố Hiến, Thanh Hà dần tàn lụi.
Ở những thế kỷ trước, các hệ tư tưởng, tôn giáo lớn như Nho, Phật, Thiên Chúa tiếp tục tác động vào sinh hoạt tinh thần, tâm linh của người dân Việt. Nửa đầu thế kỷ thứ 19, nhằm bảo vệ, củng cố quyền lực, nhà Nguyễn chủ trương độc tôn Nho giáo bằng việc hạn chế xây dựng chùa chiền Phật giáo, cấm dân theo đạo Kitô, lập nhà thờ, ban 10 điều huấn dụ. Nhờ vậy, trật tự gia đình, già trẻ, quan hệ vua tôi ít nhiều được củng cố. Các tín ngưỡng dân gian ngày càng phát triển, mở rộng với tục thờ tổ tiên, thành hoàng, các anh hùng dân tộc, những người có công với làng, với nước, đình làng, đền thờ mọc lên ở khắp nơi. Nội dung giáo dục thi cử của nhà Nguyễn vẫn chú trọng nho học. Năm 1807, khoa thi hương đầu tiên được tổ chức. Năm 1822, mở khoa thi hội đầu tiên với 8 người đỗ tiến sĩ. Nhưng so với thời Lê Sơ, số người đi học, đi thi giảm sút. Dẫu vậy, giáo dục nhà Nguyễn có một điểm sáng. Vào năm 1836, dưới thời Minh Mạng, cho lập tứ dịch quán để dạy tiếng nước ngoài. Văn học chữ Hán không còn chiếm ưu thế, mặc dù vẫn nổi lên các nhà thơ, nhà văn lỗi lạc như Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu, Minh Mạng. Trong khi đó, văn học chữ Nôm với các thể thơ như Lục Bát, Song Thất Lục Bát trở nên phổ biến. Xuất hiện các tập thơ chữ Nôm dài, phản ánh tâm tư của người đương thời đối với thực tiễn xã hội như Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm, Cung Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều và đạt đến đỉnh cao hoàn thiện với Truyện Kiều của Nguyễn Du. Thơ Nôm có các tác giả nổi tiếng như Hồ Xuân Hương với hàng loạt bài thơ mang đậm màu sắc dân gian, nói lên ý thức đòi quyền bình đẳng của người phụ nữ, hay bà Huyện Thanh Quan với những bài thơ nặng chất hoài cổ, lưu luyến một quá khứ đẹp đẽ. Văn học dân gian cũng phát triển với nhiều thể loại khác nhau, từ tục ngữ, phương ngôn đến ca dao, hò vè. Nội dung chủ yếu là phê phán những thói hư, tật xấu của xã hội phong kiến, lột trần bộ mặt tham lam, dốt nát của bọn vu quan, nho sĩ. Nửa đầu thế kỷ thứ 19, nghệ thuật không còn đạt được những thành tựu như trước. Các công trình lớn được xây dựng có thể kể đến khu Hoàng Thành ở Kinh Đô Huế được tô điểm theo phong cách phương Tây, nhà Thanh, một số lăng vua, các thành lũy theo kiểu Vau Ban. Kinh Thành Huế, nơi đóng đô của triều đại nhà Nguyễn trong suốt 143 năm, từ năm 1802 đến khi thoái vị vào năm 1945. Kinh Thành Huế được vua Gia Long tiến hành khảo sát từ năm 1803, khởi công xây dựng từ năm 1805 và hoàn chỉnh vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng theo kiến trúc Vau Ban. Về tổng thể kiến trúc, Kinh Thành Huế được xây dựng với 3 vòng thành, gồm Kinh Thành, Hoàng Thành và Tử Cấm Thành, được đánh giá là đẹp và kỳ vĩ nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Nghệ thuật biểu diễn, ca múa nhạc phát triển. Năm 1824, Minh Mạng cho xây dựng nhà hát lớn Duyệt Thị Đường. Đây là rạp hát đầu tiên được xây dựng có sân khấu và phòng khán giả. Dưới thời Nguyễn, nhã nhạc cung đình Huế đạt độ chín mùi và hoàn chỉnh nhất, được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm 2003. Ở nửa đầu thế kỷ thứ 19, sử học rất phát triển. Năm 1820,
Minh Mạng cho lập quốc sử quán, in lại quốc sử thời Lê và biên soạn các bộ sử mới như Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Đại Nam Thật Lục, Tiền Biên và Chính Biên. Về địa lý, có các bộ địa lý lịch sử lớn như Gia Định Thành Công Chí của Trịnh Hoài Đức, Đại Nam Nhất Thống Chí của Quốc Sử Quán. Chung quy lại, các chính sách vẫn không giải quyết được những vấn đề của nông nghiệp. Kinh tế nông nghiệp vẫn phát triển lạc hậu, đi theo lối mòn của các triều đại phong kiến trước đó. Triều Nguyễn là một trong những vương triều phong kiến có thời gian tồn tại lâu dài và cũng là cuối cùng của lịch sử Việt Nam. Cùng lúc đó, từ thế kỷ thứ 18 đến thế kỷ thứ 19, khi nhìn ra các cường quốc trên thế giới, đây cũng chính là giai đoạn phát triển của chủ nghĩa thực dân phương Tây, trong khi chế độ phong kiến Việt Nam đang trên đà suy yếu. Vương Triều Nguyễn liệu có đảm đương được sứ mệnh lịch sử nước nhà trước cơn giông bên ngoài sắp ập đến hay không?